vợ và con mình bị mất trong một tai nạn giao thông luôn. Hay giấu những cái ví dụ như chìa khóa hay là những cái gì đó không cho mình đi đâu. Rồi thuê người đập mình gãy giò để mình chỉ ở nhà thôi, không cho mình muốn đi đâu. Con em năm nay học lớp 3. Lớp 3, trai hay gái? Con trai. Trai ở với ai em? Hiện tại đang ở với ông bà nội bố. Mời nhà trai. Mời đi em. Xin mời nhà gái. Hai chào cô gái, mời cô gái ngồi. Rồi bây giờ hai em đã có mặt sân khấu rồi. Chúng ta giới thiệu thông qua cái hàng rào tình yêu nha. Mời nhà trai. Xin kính chào anh Nguyễn Linh và chị Ngọc Lan. Tôi tên là Trần Thanh Huy, năm nay 45 tuổi. Tôi là giảng viên trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đang sinh sống và làm việc thành phố nhưng mà quê quán là ở Bạc Liêu. Tôi đã từng có gia đình. Anh ở với ai? Dạ anh ở một mình. Một mình. Đó là nhà riêng của mình hả anh Huy? Dạ nhà riêng. Anh ở quận mấy? Dạ anh ở Landmark 81 á. À rồi. Xin mời nhà gái. Mời nhà gái nào. Dạ em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Quỳnh Linh và khán giả. Thì em xin tự giới thiệu, em tên là Thảo. Hiện tại là em 34 tuổi. Và công việc chính của em là đang là chủ spa. Em đang làm ở Bình Dương. Nhà gái là quê ở đâu cưng? Em ở Đồng Nai chị. Rồi mời em trai tiếp tục câu chuyện của mình, giới thiệu ưu điểm khuyết điểm mình cho Thảo nghe. Ưu điểm thì tôi tự nhận thấy mình là người đàn ông của gia đình. Tôi không có hút thuốc, không có rượu bia. Điểm thì tôi hay thức khuya dậy muộn. Lý do? Chắc thói quen làm công việc. Làm việc ban đêm. Còn gì nữa không anh? Quá sạch sẽ. Quá sạch sẽ. Dạ, căng rồi nghe. Sao nhà gái nghe cái chi tiết quá sạch sẽ vậy, nhà gái có thấy căng cho mình không? Thấy ổn không? Dạ. Sạch sẽ tốt chứ có gì đâu. Còn nhà gái thì ưu điểm khuyết điểm như thế nào nè? Dạ, ưu điểm của em là nó ăn ngon. Ngon, rồi. Theo thùa may vá, ok. Nói chung nữ công gia chánh là ok đó. Kiếm tiền giỏi. Kiếm tiền giỏi. Còn nhược điểm của em là em hơi bị mù đường á. Hơi mù đường à, không sao. Mình con gái mình được phép mù đường. Rồi, đường tình duyên mình là nãy thầy nói thầy đã có gia đình rồi. Mấy người con? Kính thưa anh Nguyễn Linh, mình đã từng có gia đình. Dạ. Có một cháu. Trai hay gái? Trai. Vợ và con mình bị mất trong một tai nạn giao thông. Ừ. Chia buồn với anh. Lâu chưa anh? Dạ năm 2010. Ô trời. Rồi thầy ở không từ đó tới giờ luôn? Dạ cũng có hai mối tình. Hai mối tình. Một mối tình thứ nhất á, là một cô gái này là tạm gọi là thương gia. Cô ta thỉnh thoảng cái hay giấu những cái ví dụ như chìa khóa hay là những cái gì đó không cho mình đi đâu. Rồi thuê người đập mình gãy giò để mình chỉ ở nhà thôi, không cho mình muốn đi đâu hết. Ghê vậy? Dạ. Thầy như là con chim được nhốt trong lồng son vậy đó hả thầy? Dạ. Nhốt mà đập gãy giò nhốt chi? Thì đập có nghĩa là người ta không có muốn mình đi đâu hết trơn. Ôi ghê quá. Dạ. Vậy thì rồi làm sao thầy mới thoát ra được mối tình đó? Thì cũng thay đổi địa điểm nhiều lần. Tức là thầy phải trốn luôn đó hả? Dạ. Rồi ly kỳ quá. Dạ. Còn mối tình thứ hai thì mình may mắn mình quen được một người này trên cả tuyệt vời luôn. Trên cả tuyệt vời luôn. Mình đi đâu khoảng 5-10 phút gọi lần. Mà gọi thì kêu mình mở video á, rồi quay vòng vòng. Nói chung hai người đều ghen hết. Dạ. Cực quá ha. Ai, tôi nghe câu chuyện bên đây thấy tự nhiên tôi cũng ấn tượng đó. Em gái. Dạ. Cuộc đời tình duyên của em sao nè? Dạ em đã từng kết hôn. Em kết hôn năm 2014. Em sanh con năm 2015. Năm 2016 thì em ly hôn. Con em năm nay học lớp 3. Lớp 3, trai hay gái? Con trai. Trai ở với ai em? Hiện tại đang ở với ông bà nội với bố. Vậy là em đang ở một mình. Dạ. Em ở đâu? Em ở Bình Dương. Rồi, mong muốn đi tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào Thảo? Người đó phải chững chạc, trưởng thành một tí. Có sự hiểu biết một tí. Em cũng là một người rất là kiệm lời á. Em không thích cãi nhau. Cho nên là em tìm một người có trình độ một tí.
thì không phải tranh luận hay cãi nhau những cái vấn đề trong cuộc sống. Tôi thấy thầy có hết đó. Còn ngược lại thì thầy muốn như thế nào? Mỗi người mà mình đang tìm kiếm đó là trắng trẻo, siêng năng, biết nấu ăn, giàu lòng nhân ái, biết đặt tôi trong trái tim người đó ở vị trí số 1 trước những người đàn ông khác. Nghe không Thảo? Dạ có. Rồi vậy tốt rồi. Hôm nay thì Thảo đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đi với một chị bạn của em. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chị Ngọc Lan cùng toàn thể quý vị khán giả cũng như là anh bên nhà trai. Thì theo cái tiêu chí của anh á, thì em nghĩ là Thảo nó cũng đáp ứng được khoảng 70-80% rồi. Quan trọng là hai người khi mà gặp nhau cho nhau cơ hội, rồi lúc đó mới tìm hiểu xem là mình có hợp hay không. Rồi cảm ơn chị. Thầy đi với ai? Dạ, đi một mình. Thầy một mình hả? Thôi mình mở rào. Mời thầy. Hôm nay đến với chương trình đó thì có hai đóa hoa, một đóa hoa tặng cho cô MC xinh đẹp. À, trời cảm ơn thầy. Dạ, anh gửi tặng em đóa hoa. Dạ, em cảm ơn. À, em có câu hỏi gì đặt ở nước Anh không? Hiện tại đang làm công việc gì? Anh là giảng viên đại học. Anh đã từng lập gia đình rồi đúng không? Anh đã từng lập gia đình rồi. Mấy lần? Một lần. Yeah. À, cho anh hỏi là lý do tại sao em không sống với con mà em để con sống với ông bà nội? Ngày xưa thì do là con em còn nhỏ, dưới 3 tuổi là ở với em. Trong cái thời gian đó thì hai mẹ con ở với nhau. Thì là bé hay bị về nhiễm trùng về đường tiêu hóa. Lúc đó thì em cũng rất là chật vật. Mà ông bà nội thì làm bên ngành y mà nghỉ hưu rồi. Nên là có cái điều kiện để mà chăm sóc sức khỏe của bé được tốt hơn. Sau đó thì ông bà mới đón cháu về. Điều gì em mong muốn khi đến với chương trình này? Mong muốn của em khi đến chương trình này là em tìm được một nửa chững chạc một tí, nhân hậu, nhẹ nhàng mọi thứ trong cuộc sống. Hiện tại em đang sống vì cái gì và cái mục đích cuối cùng của em là cái gì? Chủ yếu là em sống vì cái niềm đam mê công việc của em. Đến với chương trình này em có thật sự nghiêm túc và tiến tới hôn nhân thật sự hay là chỉ là tìm hiểu? Dạ, khi mà em đến chương trình em cần tìm một người, sau đó là cả hai cùng tìm hiểu, chứ em không thể vội vàng. Ý là cho mình nhau một cái thời gian. Dạ, tại vì em cũng chưa hiểu rõ gì về đối phương và đối phương cũng chưa hiểu rõ gì về em á. Em còn câu hỏi gì thắc mắc hay là muốn hiểu gì anh không? Anh có ngại khi mà một người phụ nữ mà từng ly hôn không? Anh năm nay 45 tuổi. Dạ. Và anh cũng từng là tiến sĩ về tâm lý nên mấy vấn đề đó anh không ngại. Anh có ngại là cái vấn đề là về công việc của em không? Thật ra điều hạnh phúc nhất của người phụ nữ đó là được làm cái việc mình đam mê. Dạ. Miễn công việc đó nó chính đáng, nó hợp pháp là được rồi. Dạ. Em ở một nơi, anh ở một nơi thì theo em như thế nào, cái quá trình tìm hiểu đó như thế nào, em mong muốn như thế nào? Công việc của em thì là công việc tự do về giờ giấc. Vì là em là tự do về giờ giấc cho nên là em nhường cái phần đó cho anh. Ví dụ như trong tuần đó anh nghỉ được nghỉ ngày nào thì em lên anh. Chỉ cần anh báo với em, có thể là em lên anh hoặc là anh xuống em. Ok. Dạ. Cái đó thầy phải chủ động chứ. Dạ đúng không, rồi. Hay là người chủ động hết á? Đang thương lượng. Nhờ cho cô gái lựa chọn trước. Rồi thì đứng lên nào, chúng ta lại gần chút xíu nào. Anh có thể ôm em được không? Chưa nắm tay nữa. Chưa nắm tay nữa. Chưa nắm tay à. Từ nay chưa nắm tay. Không, em hỏi anh nói là chưa nắm tay mà rồi ôm. Ôm nó mới cảm nhận được cái năng lượng yêu thương. Dạ. Như thế này nó lại cảm nhận nhiều hơn nữa, có nhiều chất xúc tác hơn nữa, nhiều cảm xúc hơn nữa để đưa ra quyết định chính xác. Rồi, hãy nhìn thẳng vào mắt nhau. Nãy giờ đó, thầy hỏi cũng rất nhiều, cô Thảo cũng trả lời rất nhiều và ngược lại. Bây giờ mình cảm nhận cái người đối diện mình như thế nào? Anh cảm thấy em là một người nhẹ nhàng, nắm bàn tay thì ấm áp, chắc vào là tình cảm.
nhưng mà về ngoại hình thì thấy sống hướng ngoại hơn. Không, hướng nội. Còn em cảm nhận anh như thế nào? Em thấy anh hơi lãng tử, kiểu cũng già dặn. Anh 45 thì già là đương nhiên rồi. Anh Linh, em phải mất một thời thanh xuân để đến với chương trình này đó. Sao vậy thầy? Tại vì em đăng ký cách đây hơn một thập niên rồi. Cách đây hơn một thập niên rồi. Ủa? Trời ơi. Đúng rồi, có những người là vì đăng ký á, người ta chưa xếp được cái hồ sơ hợp với nhau đó. Thành ra đây cũng là cái duyên đó. Mất cả một thanh xuân. Đấy. Trên đường chạy đến đây á, thì anh có làm thơ Lục Bát. Rồi, mời thầy. Chờ em cả nửa cuộc đời, đợi em anh mắt một thời thanh xuân. Mong sao duyên nợ chúng mình, trọn đời hạnh phúc chung tình bên nhau. Xin gửi đến chương trình bài thơ. Rồi, cảm ơn thầy. Bài thơ rất là hay. Chúng ta về vị trí thôi. Mệnh ngày hôm nay, duyên số ngày hôm nay do thầy và em gái quyết định. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ bấm nút hay không bấm nút. 1 2 3 Hết thời gian. Thầy có bấm không thầy? Thầy không bấm. Dạ xin lỗi thầy, tại vì không sao. Không, có nghĩa là như vậy là hai bên sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Nãy giờ thầy với không sao, Thảo đã ngồi nói chuyện hết, đã hỏi hết rồi, thầy còn có thông tin gì không biết nữa. Thầy làm thơ chờ đợi quá trời luôn. Ừ. Tại vì cái chương trình này nó có giới hạn, nên để tìm hiểu thì chắc có lẽ là xin phép em được hẹn hò với em để tìm hiểu nhiều hơn. Tại vì đây là một cái chương trình nghiêm túc, thì một khi đã quyết định thì nó phải chính xác. Thầy không bấm nút thì làm sao thầy có được cơ hội để tìm hiểu và hẹn hò? Thì xin phép em cho anh cơ hội để được tìm hiểu em. Khó đó. Thật ra là với cô gái cá tính như thế này thì khó đó. Người ta không muốn thì người ta sẽ tìm lý do, còn người ta muốn thì người ta sẽ tạo được. Tùy cô gái thôi. Thật ra thì câu chuyện nãy giờ thì chắc khán giả coi cũng hiểu hết rồi. Không có sao, tại vì anh chưa chuẩn bị về tinh thần. Mình bấm nút hay không bấm nút gì á, thì bấm nút là cho nhau cơ hội. Còn mình không bấm nút, như anh nói cũng đúng là mình chưa có chuẩn bị về tinh thần. Dạ đúng, như là trường hợp này ấy, anh này rất là kỹ tính. Rồi đây là những phần quà dành ra. Thì còn cái nhu cầu nào chưa nói rồi. Có mong muốn gì không? Mong muốn như là khi mà thương yêu em thì phải thương con em. Con anh con em. Và khi nào giận lắm thì
không? Yeah.
thứ hai là em là Thank you.